Xin chào cả nhà, hôm nay mình lại gặp nhau nữa rồi. Hôm nay em Mai lên sóng cho mình một con Vario 125 màu đỏ đô. Trời ơi, nó đẹp hết sảy con bà Bảy luôn cả nhà ơi. Bên em ở chuyên độ màu 3D theo ý của khách. Hôm nay em lên cho mọi người một con màu đỏ candy. Trời ơi, nó sang xịn mịn gì đâu á. Chợ bồ đi chạy xô là hết số luôn mấy anh ơi. Nhanh tay gọi liền cho em, chỉ cần trả trước cho em 5 củ là có ngay con xe xinh xẻo để chở người yêu đi xô rồi nè. Vario 2023 thì thiết kế sang trọng, có smart key và thêm hộp đựng đồ phía trước, có góc sạc cho mình để mình đi đâu mình sạc. Có cốc sạc rất là tiện lợi, đựng đồ an toàn, có nắp đậy đàng hoàng. Trời ơi, xe thì đâu mà đẹp, giá chỉ cần có 5 củ là có xe ngay rồi đó mọi người. Ngoài màu đỏ candy, bên em có màu xanh xi măng nữa nha, nhiều màu lắm. Mọi người ghé cửa hàng em 961 Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12 để được em Mai hỗ trợ giảm giá 500 đến 1 triệu tiền xăng. Vario bên em màu thỏa thích luôn, tha hồ mà lựa chọn luôn đó mọi người. Nhanh tay nhấc máy gọi cho em liền nhé. Mọi người xem xong video này nhớ like và chia sẻ cho em Mai, ủng hộ em Mai nhiều hơn nhé. Cảm ơn mọi người.